tôi. Hồi đó ông hứa với má tôi, ông cưới tôi về, ông yêu tôi trọn đời, chăm sóc cho tôi trọn đời. Giờ sao bây giờ ông đòi ly dị với tôi? Thì không thích nữa thì ly dị. Rồi bà có la làng la sớm đây cũng không ai nghe đâu. Bà nên nhớ khu này là khu tái định cư, chỉ có cái nhà mình là cái nhà cất đầu tiên. Bà mới ngộ á. Sao ngộ? Bà nói tôi là không giữ lời hứa, chứ bà là một con người không giữ lời hứa luôn. Tôi làm cái gì với ông mà không giữ lời hứa? Bán đất mấy chục mẫu, được bao nhiêu tiền? 15 tỷ. Tôi đưa bà 2 phần là 10 tỷ, tôi lấy có 5 tỷ à. Mà tại sao giờ bà cứ lăn cắn, bà lo hoài, bà la làng la xóm hoài vậy? Bây giờ ông nói cái vụ tiền bạc phải không? Bó âm binh, bó mã tà tới đây coi ăn cha hai lúa cho mê chân dài cho bỏ tôi nè. Bà câm cái miệng bà lại nha ha. Bà nói kiểu đó ha, tôi mất uy tín là biết tay tôi đó. Tôi nói rồi, tôi không có cần tiền, tôi không cần bán nhà bán đất gì hết. Em cần anh. Gì? Buông tay ra. Em cần anh mà. Đừng có đụng tới thân thể tôi. Nhìn bà tôi gốm quá. Trời ơi, bà sửa cái mặt bà giống như cấp bế bị hư hả? Sửa cũng nổi tiếng lắm mà bà. Nổi tiếng một khi khô, nổi tiếng mà với cái mặt bà vậy hả? Trời ơi, tôi nói với bà biết, tôi chán bà lắm rồi, tôi không thể nào ở chung với bà nữa. Anh Hai, sao anh nỡ đành quên bao lời tha thiết mong chờ? Sao anh nỡ đành quên chuyện tình đẹp như ước mơ? Sao anh nỡ đành quên áng mấy chiều nghiêng nghiêng bóng, những con đường quen lối đi mà này nằm yên đó? Sao anh nỡ đành quên kỷ niệm xưa buổi ban đầu? Sao anh nỡ đành quên khi tình em đã chót trao? Anh ơi, nếu một mai có ai hỏi người bên ấy, biết nói gì đây hỡi anh mà anh nỡ đành quên. Thôi! Cái thiệt bà chán nghe cái giọng hát của bà lắm rồi. Sao chán? Hồi đó ông nói mỗi lần tôi hát lên là ông say mê đắm đuối mà. Bà Tám mà còn nói tôi hát karaoke hay nhất xã mà. Nè, cái gì của mẹ Tám, mẹ Tám xúi bà nhiều chuyện bậy bạ lắm. Đi sửa sắc đẹp ha, 12 con giáp không giống con nào ha. Tôi nói thiệt với bà nha, giọng ca của bà ngày xưa làm cho tôi lay động con tim. Nhưng mà bây giờ bà sửa cái sắc đẹp thì tôi không thể nào mà tôi ở chung với bà được nữa. Thấy ghê quá. Thành ra anh chờ đi, tháng nữa nó xẹp xuống, nó hết sưng nó đẹp à. Tôi không thể nào chờ. Ta chia tay nhau, từ đây chấm dứt, không quen nhau cho qua mau cuộc tình. Tình này rồi mờ dần theo tháng năm thời gian. Em ơi, ngày xưa anh đã nói nếu ta chia tay nhau chẳng dâng dương, chẳng buồn, lệ sẽ không ướt mi. Anh ơi, lòng em đang chơi với tiếc thương duyên bấy lâu. Làm sao em quên anh, kỷ niệm xưa hai ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần nhìn nhau trong phút giây, một lần thôi nói tiếng yêu lần cuối, chớ nên âm thầm lặng quay. Ta chia tay nhau còn chi nữa, giờ cuối chơi liên tiếc dân dường. Quên đi duyên xưa, từ ly ta trao nhau lời cuối. Người hỡi, em phải quên anh sao? Hình bóng thân ái không nhạt nhòa, làm sao em lãng quên. Đây! Gì vậy? Biết khỏi nhà tôi liền. Gì vậy? Tôi không muốn thấy cái mặt ông lần nữa. Biết khỏi nhà tôi liền. Đứng lại. Cái gì? Tắc quái gà mái tới đá gà cò hả? Rồi sao? Bà ẩm 10 tỷ tôi lấy có 5 tỷ mà bây giờ bà cà chớn hả? Bà đang nỉ tôi được bà nói cáo lên hả? Bây giờ tôi nói ông bước ra khỏi nhà tôi lấy dách dao tôi chém ông. Ôi cần đuổi. Nghe tôi tuyên bố nè, tôi chia tay bà với 2 lý do. Thứ nhất, bà già. Thứ nhì, bà không phải là nét đẹp thiên nhiên. Tôi cần một người phụ nữ trẻ mà có nét đẹp thiên nhiên. Vợ tương lai của tôi là như vậy. Tôi sẽ đi ra khỏi nhà này, không bao giờ quay lại. Dũng đi nè. Đi nè. Ta đi nè. xanh không cạo râu đi, nhìn già quá. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Cái này là râu này là điểm mạnh của anh ta, cạo xong rồi nó yếu rồi sao? Thôi anh là anh yêu của em sao cũng chịu hết. Giờ mình ăn trái cây nha. Ăn nho. Em bứt một trái cho nè. Ngon không? Em cho anh ăn cái gì cũng ngon hết. Bứt thêm trái cho em ăn à. Ngon quá. Chết cha, làm nhà rồi. Đứng lại. Làm đâu làm. Đúng rồi. À! Ê! Anh! Anh nói cái gì vậy? Vậy là sao? Sao là sao? Là vậy đó. Ý tôi nói vậy là sao? Là như vậy đó, còn sao nữa? Bồ em! Người yêu tôi. Trời đất ơi, trời đất ơi. Trời ơi, tôi không ngờ. Tại sao cô làm như vậy? Trời ơi, tại sao gì nữa? Ông nhìn lại ông đi. Ủa, ỷ có tiền á, đưa cho tôi mua nhà là tôi yêu ông hả? Nằm mơ đi. Trời ơi, trâu già mà đặt gặm cỏ non. Ê, mày câm miệng lại đây mày. Gì? Gì? Giữa tao với mày chưa biết ai già. Mày mới già hơn tao đó. Trời ơi, ông nghĩ sao nhìn mặt tôi mà ông kêu tôi già nghe ông hả? Thôi anh, mình không có cãi với ông này. Ông á nha, biến khỏi đây ông ngoại. Hả? Nó kêu tôi là ông ngoại. Em ơi, lòng anh đang chơi với tiếc thương duyên bấy lâu. Làm sao anh quên em, kỷ niệm xưa hai ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần nhìn nhau trong phút giây, một lần thôi nói tiếng yêu. Lần cuối chớ nên âm thầm lặng quay. Ta chia tay nhau còn chi nữa, giờ cuối cho đến tiết vẫn vương. Quên đi duyên xưa, từ ly ta trao nhau lời cuối. Người hỡi, anh phải quên em sao? Hình bóng thân ái không nhạt nhòa. Làm sao anh lãng quên? Sao không đi luôn đi? Về để làm gì nữa? Tôi sai rồi. Tôi về tôi cứ nhìn mặt bà với mấy đứa nhỏ. Tôi nói mấy câu rồi tôi đi. Ông đi xa đi gần gì kệ ông, đâu có liên hệ gì với tôi. Tôi biết thế nào bà cũng sẽ nói như vậy mà. Tôi xin lỗi. Tôi đi. Mất dạy. Mày là cái thằng khốn nạn. Mày vô mày rinh cái dĩa mứt gừng của tao. Cái gì vậy? Ôi, bà hiểu làm rồi, hiểu làm rồi. Thôi mày, mày. Trời ơi. Thôi. Thôi. Ông còn đừng có hồ đồ. Hồ đồ cái gì? Nó là thằng Hùng, là cháu xa của tôi đó. Cháu xa hả? Bà Binh đó hả? Nó là người ông của ông đó. Ôi con khỉ khô, nó rinh cái dĩa mứt gừng của tôi. Bây giờ nó tính rinh luôn cái dĩa khô mực này hả? Trời ơi, tôi hỏi cái gì với ông bây giờ á? Gì vậy? Đồ thôi hồ đồ. Hồ đồ cái gì? Tôi biết thế nào ông cũng có ngày này à. Bởi vậy tôi mới nhờ cháu Hùng đây nè. Nó nhờ cái mã đẹp trai của nó, nó tạo ra một màn kịch để ông biết rõ cái mặt của cô gái đó. Dạ đúng rồi, Dượng hiểu lầm con rồi. Ôi dì Hai, giờ nhiệm vụ con xong rồi. Giờ cho con xin phép con lên Sài Gòn nha. Ông thôi chỉ xe con à. Dạ cảm ơn con nhiều nha. Dạ con đi dì Hai. Con đi Dượng. Đứng lại. Gì nữa? Bà xê ra. Dì Hai, Hai cứu con. Cứu cái gì? Con cảm ơn. Ở thùng. Dạ không có gì Dượng. Con là chỉ muốn là hả cho dì Dượng hạnh phúc với nhau là con vui rồi. Dạ nhờ mày mà tao mới biết được như thế nào là lễ độ. Dạ yêu mấy đứa con gái nhỏ tuổi hơn mình. Cảm ơn. Dạ thôi giờ dì dượng vậy là con vui rồi. Hỏi con xin phép dượng với xin phép dì con đi nha. Đi mạnh giỏi nha con. Dạ con đi, dượng con đi. Dạ giỏi nha. Dạ không có gì. Đó, ông sáng mắt ông ra chưa? Bây giờ cái nhà này vẫn là nhà của ông, con cái vẫn là con của ông. Ông vô nhà đi. Còn tôi đi. Đừng lại, bà đi đâu? Tôi vô chùa, tôi tu. Tôi xin lỗi bà, tôi sai rồi mà. Nhưng không ngờ định mình chia rẽ cho nhau, cuộc đời đôi ta hai lối, em rẽ mất giữa trời đơn côi. Còn anh chơi vơi ngày tháng bờ vơi nơi miền xa vời vời, chuyện dĩ gian buồn lưu luyến chưa hề ngồi. Rồi sau cơn mưa giông tố sẽ vượt qua, trời đẹp và xanh bao la soi khắp lối đường anh về. Chim én mang mùa xuân xóa mờ niềm đau năm cũ, anh sẽ về bên em ta ấm lại tình cố nhân. Ta nối lại tình xưa sống tròn mùa đông muôn thuở, chim én về xôn xao ta thấy đời còn có nhau.